Sau một mùa giải thành công với West Ham cùng chức vô địch Europa Conference League, Declan Rice đang thoải mái đứng trước những lựa chọn tốt để chuyển bến đỗ trong tháng 7 tới. Chủ tịch của West Ham David Sullivan thừa nhận câu lạc bộ rất khó giữ Declan Rice trong mùa hè này. Đội chủ sân Olympic đang để mở cánh cửa đàm phán cho bất kỳ đội bóng nào muốn tiếp xúc với Rice, thậm chí là kình địch cùng thành phố như Arsenal. Bên cạnh đội bóng của Mikel Arteta, Rice cũng đang được liên hệ với Man City. Đương nhiên, bến đỗ tiếp theo của Rice phụ thuộc nhiều vào ý muốn của West Ham. Cú tạ đã thể hiện rõ sự cứng rắn của mình khi từ chối ngồi vào bàn đàm phán nếu đề nghị thấp hơn 100 triệu bảng. Bây giờ cứ cho là cả Arsenal và Man City đều đáp ứng được số tiền này đi, vậy thì đâu là bến đỗ phù hợp hơn với Rice? Hãy bắt đầu với Arsenal nếu mùa Rice pháo thủ sẽ phá kỷ lục chuyển nhượng của câu lạc bộ. Chỉ riêng điều đó thôi đã nói lên nhiều điều. Mikel Arteta tha thiết muốn có tiền vệ người Anh. Ông đã dọn sẵn chỗ cho Rice khi chấp nhận để Granit Xhaka và có thể là cả Thomas Partey ra đi. Thế nên khi tới Arsenal chắc chắn Rice sẽ có ngày một vị trí chính thức. Lối chơi của pháo thủ được cho là cũng rất phù hợp với phong cách của tiền vệ 24 tuổi khi thiên về kiểm soát bóng, luôn chuyển bóng thật nhanh giữa các tuyến. Ngoài khả năng đánh chặn, Rice không hề kém ở các kỹ năng chuyển xuyên tuyến cũng như dè bóng hướng lên trên. Khi kết hợp với những cầu thủ kỹ thuật cao như Odegaard, Saka, Jesus, sức mạnh thể chất của Rice sẽ càng trở nên đáng sợ hơn nữa. Không dừng lại ở đó, nguồn tin nội bộ từ Emirates cho biết Arteta còn quy hoạch Rice và ban cán sự của Arsenal. Anh sẽ trở thành đội phó, giống vai trò của Jesus và chỉ đứng sau một mình Odegaard. Nếu đến với sân Emirates, Rice sẽ có được tất cả những gì đang sở hữu ở West Ham, từ vị thế, danh tiếng, giữ trọng vọng và đương nhiên là mức đãi ngộ thuộc hàng cao bậc nhất của tập thể. Những danh hiệu thì là thứ không được đảm bảo, vì Arsenal cần mảnh ghép cuối cùng là Rice thì mới trở thành một đội bóng đủ sức để đua vô địch. Điều này khác hoàn toàn với Man City. Ở Etihad, khi chưa có Rice, The Citizen đã thống trị nước Anh. Họ cần Rice để duy trì sự vô đối đó, đồng thời khiến cho các đối thủ không thể mạnh lên. Nếu như danh hiệu là thứ mà Rice khát khao nhất, thì anh phải chọn Man City. Tuy nhiên, vị thế của Rice tại Etihad sẽ rất khác so với ở Emirates. Tại Etihad, đặc biệt trong tay của Pep Guardiola, chẳng có gì đảm bảo hay mặc định cả. Chỉ những cầu thủ giỏi nhất, có phong độ cao nhất, tập luyện tốt nhất mới được thi đấu. Chủ nghĩa cá nhân trong đội hình của Pep là điều không tồn tại khi chiến lược gia người Tây Ban Nha luôn đề cao sức mạnh tập thể và sự công bằng được thể hiện rất rõ ràng. Vậy nên, chắc chắn không được suy nghĩ rằng mình là cầu thủ trị giá 100 triệu bảng, vì thế mình sẽ có một suất chắc chắn trong đội hình xuất phát. Jack Grealish cũng từng có lúc phải dự bị. João Cancelo, một trong những hậu vệ cánh xuất sắc nhất thế giới, cũng bị đẩy đi vì dám bật Pep. Trường hợp mà Rice phải để ý nhất là Calvin Phillips, khi cựu cầu thủ Leeds cũng gia nhập City với sự kỳ vọng cao nhưng giờ đã trở thành người thừa. Philip không thể hiện được bản thân trên sân tập cũng như những cơ hội hiếm hoi được vào sân thi đấu. Ngoài ra, yếu tố khách quan là ở cùng vị trí với Philip, Rodri đã có một mùa giải xuất chúng. Chưa kể John Stones, một tiền vệ tay ngang, cũng trưởng thành vượt bậc ở vị trí mới. Sự cạnh tranh ở tuyến giữa Man City là khủng khiếp. Bất chấp việc Ilkay Gundogan đã ra đi, thế nên chẳng có gì đảm bảo Rice sẽ không trở thành Philip thứ hai. Hiển nhiên, dù có là người thừa thì Philip cũng đã vô địch Premier League và Champions League, những thứ mà Arsenal không có và cũng chẳng biết khi nào mới có được. Mọi thứ bây giờ là rất rõ ràng, muốn có cuộc sống như thế nào thì phụ thuộc hoàn toàn vào mục đích của Rice cả thôi. Hoàn toàn ngược lại, Rice sẽ ngay lập tức trở thành một trong những cầu thủ đầu tiên trong đội hình của Mikel Arteta. Tiền vệ người Anh sẽ cung cấp thêm sự bảo vệ cho hàng phòng ngự 4 người của Arsenal, mà đã bị lộ diện nghiêm trọng sau chấn thương của William Saliba mùa trước. Trong khi Bukayo Saka, Martin Odegaard và Gabriel Martinelli sẽ được hưởng lợi lớn từ khả năng tranh giành và phân phối bóng của Rice. Tóm lại, một đội hình Arsenal trẻ trung và hứa hẹn sẽ trở nên càng thú vị hơn nữa. Và nếu được bổ sung thêm một vài cầu thủ thông minh ở những vị trí khác, đội hình sẽ trở thành đội tài năng và sâu rộng có thể thực sự cạnh tranh cho chức vô địch. Rice thực sự có thể tạo ra sự khác biệt đáng kể ở sân Emirates. Declan Rice rõ ràng hiểu anh hợp với Arsenal, nhưng sức hút từ Pep Guardiola và những chiếc cúp của Man City có thể là bước ngoặt của thương vụ này. Nếu chọn Arsenal, Rice và gia đình không phải di chuyển quá xa bởi vẫn ở trong London. Nếu khoác áo đội chủ sân Emirates, tiền vệ người Anh sẽ là nhân tố chính trong một tập thể đang có xu hướng đi lên và hứa hẹn giành danh hiệu trong tương lai gần. Gia đình và bạn bè tưởng chừng là yếu tố đơn giản trong lúc cầu thủ chọn bến đỗ, nhưng ngược lại, điều đó có tính quyết định rất lớn. Alphonso Davies trước đây đã than trời vì sự cô đơn khi chỉ có 5 người bạn tại Đức và muốn thay đổi môi trường. Nhưng cầu thủ trong quá khứ cũng vì vợ, bạn gái, con cái hoặc cha mẹ nên đã quyết định không chuyển đội. Do đó, nếu Rice ở lại London, mối quan hệ trong gia đình và bạn bè của anh chắc chắn sẽ không bị ảnh hưởng. Tại Arsenal, Rice sẽ nhận được sự đảm bảo tuyệt đối của Arteta. Anh cũng hiểu được giá trị và vị trí của mình ra sao nếu khoác áo pháo thủ. Đội chủ sân Emirates cũng cho thấy sự cầu thị với West Ham và ngôi sao của The Hammers. Arsenal sẵn sàng trả luôn mức giá West Ham yêu cầu để đón Rice về ngay lập tức.
Hiểu được điều đó, dù Arsenal ở thế thấp hơn Man City, nhưng Rice không thể không dành sự quan tâm cho đội bóng do huấn luyện viên Mikel Arteta dẫn dắt. Việc chọn Arsenal thay vì Man City với Rice từ một cuộc chinh phục đỉnh Olympia, Rice sẽ cùng các đồng đội trải qua cuộc hành trình gian khổ nhưng vinh quang để tới được đích. Qua đó trân trọng hơn thay vì việc đang đứng sẵn trên đỉnh một cách quá thường xuyên như Man City. Đến với sân Etihad, đương nhiên Rice ở trong một tập thể mùa nào cũng có thể giành danh hiệu dưới trướng Pep Guardiola. Tuy nhiên còn đó Kevin De Bruyne, Erling Haaland cũng rất nhiều ngôi sao khác. Tầm ảnh hưởng của ngôi sao đang chơi cho West Ham sẽ thấp hơn rất nhiều so với khi anh ở Arsenal. Với Man City, việc bổ sung Rice không quan trọng đến nỗi Pep Guardiola phải dồn hết sức để hoàn thành thương vụ này bằng mọi giá. Man City là đội vừa ăn 3 mùa vừa rồi, có thêm Rice như việc bổ sung thêm một ngôi sao chất lượng chứ không đến mức gia tăng trình độ cho cả tập thể. West Ham sẵn sàng bán Arsenal và Man City sẵn sàng mua, nhưng Declan Rice thì chưa xác định được đâu mới là bến đỗ phù hợp nhất với mình. Cả hai đại gia nước Anh đều có ưu nhược điểm riêng và khiến Rice thực sự khó nghĩ. Huấn luyện viên David Moyes sau những năm dẫn dắt West Ham đã khẳng định Rice đang là tiền vệ hay nhất của bóng đá Anh. Một phát ngôn đầy sự tự tin nhằm khẳng định tài năng của cậu học trò. Rice không phải không có điểm yếu, nhưng khả năng đánh chặn và sau đó kéo bóng một mạch tới khu vực 1/3 cuối sân đối phương của anh là thứ vũ khí nguy hiểm trong những đường tấn công của West Ham nhiều năm trở lại đây. Rice là mục tiêu số 1 của Arsenal và nơi đây có điều kiện để cho anh 3 thứ: cơ hội cạnh tranh danh hiệu, được thi đấu ở Champions League, tiếp tục gắn bó với London. Nhưng Man City gia nhập cuộc đua khiến mọi chuyện phiền phức, bởi Man City dù không ở London nhưng sẽ cho Rice 2 thứ còn lại với cơ hội còn cao hơn. Việc The Citizen pressing và thậm chí đang có lợi thế khiến cuộc săn đuổi Declan Rice chẳng khác gì một phiên bản mini của chính cuộc đua vô địch Premier League vừa qua. Arsenal dẫn đầu gần hết mùa nhưng rồi trắng tay ở đoạn nước rút trước Man City, thậm chí đối mặt với nguy cơ chia tay hai tiền vệ quan trọng. Arsenal nếu không có Rice, e rằng họ sẽ mất chức vô địch ngay từ lúc này chứ chưa cần đi vào mùa giải. Man City vốn đã có một chiều sâu đội hình đủ tốt, dù đã mất Ilkay Gundogan vào tay Barca, nhưng điều này cũng chẳng ảnh hưởng nhiều tới hàng tiền vệ của họ. Mateo Kovacic đã tới từ Chelsea. Rodri vừa có mùa giải bừng sáng và Stone như đề cập ở trên trở thành một phát hiện mới ở tuyến giữa. Chưa kể Rico Lewis từ đá biên đã được dùng để đá giữa khi Pep Guardiola đổi sang sơ đồ 3-2-4-1. Nhiều người còn cho rằng nếu như cuỗm thành công đốt Rai thì coi như ngoại anh lại chuẩn bị trao cúp sớm cho Man City. Trong mùa vừa qua, Arsenal cuối mùa hụt hơi nghiêm trọng sau khi William Saliba và Takehiro Tomiyasu dính chấn thương, khiến hàng hậu vệ dựa vào những Rob Holding hay Ben White, những người hoặc không đủ trình độ hoặc đá trái sở trường. Hè này pháo thủ đang tăng cường dự bị cho tuyến hậu vệ với thương vụ đáng kể là Julian Timber, nhưng Saka và Partey ra đi sẽ để lại khoảng trống rất lớn cho Mikel Arteta. Thay thế hai trụ cột bằng Rice, tiền vệ thuộc hàng xuất sắc nhất ở Premier League sẽ phần nào giúp Arsenal có cửa cạnh tranh với Man City, và bổ sung thêm dự bị cho Rice sẽ càng giúp Arteta dễ thở hơn trong mùa giải. Ông sẽ phải dùng quân ở 4 đấu trường khác nhau. Nhưng mất Rice vào tay của Man City, cuộc đua sẽ kết thúc ngay từ khi nó chưa bắt đầu. Cuộc tranh giành giữa Declan Rice, Arsenal và Man City hiện vẫn đang diễn ra rất căng thẳng và thực sự khó đoán. Mỗi nơi sẽ có những ưu nhược điểm khác nhau và điều này sẽ phụ thuộc vào mong muốn của Rice, cộng thêm đó là cả quyết tâm có được cầu thủ này của cả hai đội. Nếu là bạn, để chọn một nơi tràn ngập trong vinh quang nhưng chưa chắc được đá chính, và một nơi bạn sẽ được coi là hạt nhân chính nhưng thành tích chưa chắc được đảm bảo, bạn sẽ ưu tiên đến đâu hơn?